Xin chào các anh chị. Nội dung video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về format ruler và cùng nhau trả lời 6 câu hỏi ở dưới. Vậy thì đầu tiên, format ruler là gì? Vậy thì tính năng format ruler trên AppSheet ấy nó tương tự với cả format data ở trên Google Sheet hay là Excel, thì cho phép mình có thể là đổi màu chữ này, bôi đậm dòng này, đúng không ạ? Còn ở trên AppSheet ấy, thì khi truy cập vào đây phần View Format Ruler thì cho phép chúng ta có thể là thêm icon cho dòng dữ liệu, và tiếp đến đó là mình có thể đổi màu chữ cũng như là một số những format khác. Ví dụ ở đây thì sẽ có là cỡ chữ này, ví dụ khi em chọn một đơn hàng ấy, đúng không ạ, trạng thái này mình có thể chọn được cỡ chữ, rồi có thể gạch dưới, có thể bôi đậm, có thể in nghiêng, có thể viết hoa, và cuối cùng là gạch ngang. Còn phần workflow template format này thì thực ra cũng ít dùng, cho nên là mình sẽ quay lại trong một video khác. Rồi, khi mà mình không để điều kiện gì ở đây thì nó mặc định sẽ là true, tức là cái dòng mình bấm vào dòng trạng thái này thì nó sẽ format hết tất cả những dữ liệu trong trạng thái. Hay là ví dụ mình chọn thêm cột khác nữa đây, anh chị có thể giữ Control hoặc Shift để chọn các cột mình muốn bôi đậm cùng một lúc, đúng không ạ? Thì nó sẽ bôi đậm hết tất cả dữ liệu ở trong này. Còn nếu như anh chị đặt điều kiện ở trong này thì nó sẽ bôi đậm theo những điều kiện nhất định thôi. Bây giờ ở đây em muốn đặt điều kiện là với trạng thái này mà bằng 1 chấm chưa duyệt thì nó sẽ bôi kiểu khác, đúng không ạ? Cái kho icon này là cố định, nên là anh chị muốn thêm những cái icon mới vào đây thì sẽ không có anh chị nhé. Tuy nhiên thì số lượng icon ở trong này nó cũng khá là đa dạng nên anh chị có thể tận dụng được. Rồi, những cái tính năng này thì em cũng ít dùng, mình sẽ chỉ dùng text size thôi và bôi đậm. Rồi, cái tên format tên của cái ruler trên này ấy thì có rất nhiều những cái trường phái khác nhau. Có rất nhiều những cái trường phái khác nhau khi mà mình đặt tên ở trên này. Có anh chị thì mình sẽ gắn luôn cái công thức này lên đây, trạng thái bằng chưa duyệt. Nhưng mà đối với em ấy thì em sẽ thường là gắn cái nhóm trạng thái. Ví dụ ở đây em các cái format ruler này để quy định một trạng thái đó, thì em sẽ đặt cái chữ trạng thái trước và phía sau mới là cái tên của nó. Đó, ví dụ trạng thái chưa duyệt. Rồi, tiếp đến là trạng thái 2 đã duyệt. Vậy sau này một bảng của mình mà có rất nhiều format ruler trong này ấy, thì nó sẽ nhóm theo từng nhóm này. Thì khi mình muốn chỉnh sửa hay là mình muốn kiểm tra thì mình vào đây là sẽ biết ngay, đúng không ạ? Hai là đã duyệt này. Đã duyệt thì sẽ là... Ok, mình sẽ để một cái check này. Rồi đã duyệt là màu xanh. Ba là không duyệt. Không duyệt thì sẽ là màu đỏ dấu x, đúng không ạ? Dấu x ở trong này là nó là cái gì nhỉ? Anh chị nên nhớ một vài tên của các cái icon trong này để sau này mình tìm cho nó dễ. Hiện tại thì em đang quên mất cái không check là gì rồi, đúng không ạ? Đây, mình sẽ lấy cái này. Time à? Tên của nó lại là time à? Nghe rất vô lý, đúng không ạ? Ok. Rồi, mình sẽ lưu lại. Đó. Có một cái nó bất tiện ở cái bảng table ấy là bên này, cái phần trạng thái nếu mà mình đưa ra phía bên này ấy, thì nó sẽ không bôi đậm được. Tất nhiên là vẫn sẽ có cách, nhưng mà em chút nữa em sẽ hướng dẫn cho anh chị sau, đúng không ạ? Sẽ là nội dung của bài sau. Mình sẽ tạo ra một cái bảng đây, mình sẽ tạo thêm một table phụ để mình quản lý các enum và enum list, và mình sẽ bôi đậm được ở chỗ này. Còn hiện tại ấy, theo những cái cách thông thường ấy thì anh chị không thể format ruler được ở bên này anh chị nhé. Nhưng mà sẽ có cách để format được. Tiếp
theo em sẽ giới thiệu với anh chị một cái trường hợp nữa để anh chị tránh trong quá trình mình xây dựng app thực tế. Đó là nếu như mình format ruler theo một cái điều kiện mà nó liên tục thay đổi. Có rất nhiều các trường hợp, nhưng mà cái trường hợp dễ nhất là để em giới thiệu với anh chị đó là mình dùng hàm macro chẳng hạn. Ví dụ như mình muốn là cái đơn hàng nó sẽ bôi đậm hay nó làm gì gì đấy, đối với cái đơn hàng nào mà mới vừa tạo gần nhất chẳng hạn đi. Đó thì em đã gặp rất nhiều trường hợp rồi, nhưng tạm thời trước mắt thì em chỉ nhớ được ra hàm macro thôi. Còn để em muốn giới thiệu cho anh chị cái lỗi cảnh báo của nó, ví dụ như đơn đơn mới nhất. Rồi, mình sẽ dùng hàm macro. Hàm macro của bảng đơn hàng với điều kiện nó là row number thì bằng zip row chấm key, đúng không ạ? Ok, ví dụ giả sử như này thì mình sẽ bôi màu 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 xanh này đi. Ví dụ như này. Mình sẽ bôi ở cái dòng label nhé, hoặc là đó thì ở đây ngay lập tức nó có một cái cảnh báo này. Mình kéo lên đây này. Đó, cái điều kiện ở đây nó ghi lỗi cảnh báo là như này. Cái điều kiện của format ruler ấy nó có thể gọi là expensive, này là đắt giá, hay là hoặc là hiểu ngắn gọn đó là nó rất nặng, đó. Cái app mình nó đọc cái hàm này nó rất nặng và nó có thể làm cho cái app của mình bị chậm lại, cái hiệu năng nó giảm đi. Đó, thì trong thực tế trước đây đến giờ thì em gặp rất nhiều trường hợp rồi, nhưng mà hiện tại là em nhớ ra cái hàm macro này, đó là cái điều kiện của mình ấy, cái dòng row number này, nó macro row number này thì nó luôn luôn thay đổi, đúng không ạ? Hay là những cái điều kiện nào mà so sánh theo theo ngày ấy, nó theo so sánh theo mới nhất này, theo ngày này, những cái hàm kiểu như thế thì nó thường nó sẽ xảy ra cái cảnh báo này.